そう。Chó chứ. Nhà có mấy con chó đâu mà. Anh lấy gì nhiều. Hai ba con đủ rồi. Mình vừa được mượn cái kích kiểu bạn. Mượn cái cái điện tử này nó ngon hơn cái kia của mình. Nó khỏe hơn. Ôi nước chảy đấy. Sụp ôi cá kìa. Đấy con to, bắt con to đi. Chịp. Nhiều nhỉ. Toàn tố phi rồi. Nó lổi hết mà. Đi xem cầu kia đi. Còn mưa rồi. Toàn nó phi rồi. Riếc chết hết rồi. Nhặt đi, nhặt riếc cho anh Thời bữa. Con riếc lại nhặt hết đi. Giết giết. Đổ hết. Quăn. Ừ, cái đó, để đây. Bóng đi. Ui, giật đấy. Chép con. Ừ. Thả đi. Thôi thôi thôi, lấy mang về chết. Thả nuôi nó sống. Ôi chết rồi, bay mất rồi. Con cá giếc này rắn giòn nên ngon. Chấm tương. Ôi con thử. Ôi con giếc to đấy. Con giếc này nó sạch lắm. Đây kìa, con giếc kìa. Cân nhiều. Ra cống kia dịch dình là con vi to đi. Lẹt kìa. Ui mất rồi. Kìa. Con tôi đùng mất cả. Chết mà. Em lên cổng trước rồi. Có, có. Vẫn còn đấy, mình cống nhiều, mình cống sâu. Ui, chạy mất rồi kìa. Ta. Đây đây, hết bọc đấy. Hay quá. Này kiếm bữa cá đơn giản mà nhỉ. Ừ, cái này kiếm bữa cá mà mua mẹ.
ra mình đánh thích để mua, đánh thích để mua cái này. Không. Trời. Ôi con cá to đấy. Mất bờ đấy. Kìa con cá to đấy. Chạy mất rồi. Nhảy đi. Được. Nhảy đi đâm chết. Ấy, con bắt được không? Lột tung ra. Đây. Con này chạy to thế. Sập tăm rồi. Chổ. Chết rồi. Sao bên này? Cá này kiểu gì nó khỏe. Úi giời. Một chú, để cho xuống xuôi cho. Mấy con phi phi. Con nào không vừa, con to. Con này to đấy. Đâu rồi? Chạy được. Chảy máu rồi. Phục. Ra ngoài. Rồi. Lưới lại bị rỗng rào rồi. Ừ, nó hở hở đáy. Phục. Con này to này, con này to. Đấy. Trong bờ bắt đầu. Tí bấm lại nó lại nhảy ra. Kìa hớt luôn kia đi. Gạt luôn kia. Chết đây rồi. Chết. Chết rồi. Hơi bỏ thì coi nào. Rồi anh con nóc nó phanh lên. Chết rồi, không mất được. Ủi tổ ơi. Con này nó nóng này. Ui chạy mất rồi. Ngoài này cái to này. Ui chết rồi. Chết rồi, con này chết. Ừ, dưới đáy rồi. Thì sâu lắm. Hai con. Kìa con tuyết. Đang con tuyết ra ngoài rồi. Nước sâu rồi. Nước sâu ấy ngâm ngâm gậy. Cày nó xuống nhỉ. Ừ, kìa chạy vào đàn kìa, thiệt kìa. Nó lượng nước nó bị dâng lên. Mưa người ta đấy. Ruộng chảy nước xuống đấy. Được, phải chạy ngoài rồi. Ừ, con này to thế. Đây, đấy. Vẫn nằm đây sao ấy. Con này vẫn nằm đây nhỉ.
tâm thì vẫn nằm được. Đấy, kiểu đấy. Chạy ra ngoài. Ui. Đâu rồi? Không chết ấy, nó vẫn chết mà. Nó vẫn chết. Trông thấy nó vẫn chết. Sò nó vẫn sống. Lối bắt lối to đấy. Ra hết ngoài cầy được. Ui lùi. Mày quá hết điện. To. Kinh. Chiếc xếp. Chiếc xếp. Con đứa cái gì này? Đâu đâu? Chú quẩn kinh nhục. Đây đây. Chết rồi, chết rồi. Đây đây. Đây đây đây. Sao 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 thì anh sợ đâu. Ủa dung cả. Đây nhớ cậy lên, cái này nó có tích điện là tụ. À, từ từ thôi, cua lưng quay nó là chuyển nó dung cả thành ấy. Bình thường không do con kia con thành. Các bạn nhìn là đánh này lúc được cá to này đấy nghe nhá. Kìa ra cây bàng rồi. Cái mình là chịu đấy. Cái giết đánh muộn này đấy. Cái giết đánh muộn này là không hợp lý rồi. Nó nặng. Cái giết đánh tập sáng là ngon nhất. Ui, chết còn này chết. Chết ở dưới. To mẹ. Ở đây đánh hụt hụt này mà con chép nó nhoài nhoài ngoài kìa nhỉ. Mất chi tiết. Ở đây nhiều chép mà. Chép nhỏ. Cái này về tí thả ao nhộn. Ừ. Sợ mang về nó chết thôi. Chết là sao được thả. Tí mang con sồn với hai con chép nhỏ ra. Đây đoạn này nhiều cá này. Nước đục quá thì nó quần. Đi con giết lên. À, có trứng vịt rồi. Giết. Trời ơi. Chết không? Bấm cái một thôi. Là nó lỗi. Chị. Lấy cái rổ.
Ôi. Phục thế. Ờ, điện yếu rồi. To nhỉ, con này to ấy. Bằng con vừa đấy. Ờ. Chắc bằng. Điện nhà điện hết điện. Bình nữa toàn. Chưa được lạp được, chưa được căng.